Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Ngày hôm nay em đã nhận được cái chính sách bán hàng mới nhất của tất cả các mẫu xe Kia Và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em cái chương trình bán hàng đầu tháng 2 năm 2023 này của mẫu xe Kia Sonet Nhìn chung giá xe Kia Sonet tại thời điểm tháng 2 đang có chính sách bán hàng rất là tốt Hỗ trợ tiền mặt lên đến hơn 30 triệu, có phiên bản đến 40 triệu để cho anh em lựa chọn Và chi tiết chương trình bán hàng như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video Như thường lệ, mời anh em cùng đến với phần đầu tiên, những thông tin chung. Phần này em sẽ giới thiệu cơ bản về mẫu xe Kia Sonet cũng như là những cái chính sách bán hàng của hãng xe Kia và những cái thông tin trả góp để anh em nắm được. Kia Sonet là mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam với 4 phiên bản để anh em lựa chọn. Cụ thể như sau, phiên bản thấp nhất đó là chiếc Kia Sonet bản MT số sàn. Phiên bản thứ hai đó là chiếc Kia Sonet bản AT Dinax. Phiên bản thứ ba đó là Kia Sonet bản AT Luxury và phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Kia Sonet bản AT Premium. Trong cái phiên bản Kia Sonet AT Premium này, anh em có hai cái sự lựa chọn màu nội thất, đó là nội thất sáng và nội thất đen. Anh em được quyền lựa chọn. Kia Sonet trong cái phân khúc thì cạnh tranh trực tiếp với chiếc Toyota Raize. Đây là mẫu xe phân khúc cỡ nhỏ và gầm cao. Chính sách bán hàng của Kia phân vùng thị trường, cái này làm hạn chế cho anh em tham khảo xe rất là nhiều có nghĩa là anh em chỉ được phép mua xe tại showroom ở địa phương của anh em thôi và em chỉ bán được cho những anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội anh em nhớ cho em vấn đề này và trong video em vẫn sẽ tính từ cái giá bán của showroom bên em em có tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được tham khảo và cân đối cái nguồn tài chính anh em dự trù tài chính cảm thấy ok lựa chọn phiên bản nào thì anh em cứ ra trực tiếp showroom ở địa phương của anh em để mua và hình thức mua bán thì anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng hoặc mua trả góp và đối với những anh em mua trả thẳng thì em áp dụng đối với những anh em đăng ký biển Hà Nội thì em có một số những thông tin như sau anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe tùy thuộc vào cái tình hình thẩm định của ngân hàng thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm và với cái mức lãi suất năm đầu tiên anh em sẽ được ưu đãi là khoảng 1,2% trên một tháng từ năm thứ hai trở đi biên độ sẽ dao động là khoảng 1,3 cho đến 1,4% trên một tháng ngoài ra thì anh em nào chứng minh được nguồn thu nhập lương của anh em chuyển khoản thì em sẽ có ngân hàng hỗ trợ với cái mức lãi suất nó ưu đãi hơn đôi chút cho anh em và anh em nào vay trên 75% thì gần như là anh em phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay tất cả các ngân hàng gần như là áp dụng tại thời điểm này anh em lưu ý cho em còn anh em nào vay dưới 75% thì em sẽ hỗ trợ anh em không phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay và phần thứ hai mà anh em cùng đến với chi tiết chương trình bán hàng và khuyến mại xả kho cho tất cả các phiên bản Kia Sonet tại thời điểm đầu tháng 2 năm 2023 này và tất cả phiên bản này hiện tại bây giờ vẫn đang là xe sản xuất năm 2022 anh em lưu ý cho em. Và phiên bản đầu tiên em giới thiệu đến anh em đó là phiên bản cao cấp nhất, đó chính là chiếc kia Sonet bản 1.5 AT Premium. Và như phần đầu view em cũng đã giới thiệu qua đó là anh em có hai màu nội thất để lựa chọn đó là màu sáng và màu đen. Chiếc kia Sonet bản 1.5 Premium, giá niêm yết của nhà máy là 634 triệu. Tại thời điểm tháng 2 năm 2023 này, anh em đang được xả kho và giảm giá rất là nhiều tiền mặt, giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 590 triệu, dưới 600 rồi. Ngoài ra thì anh em được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện theo xe từ nhà máy như là giám phí cách nhiệt, túi cứu hộ và bộ thảm để chân. Căn cứ vào giá bán mới là 590 triệu, em có tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em tham khảo cân đối cái tài chính. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 688 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 675 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 668 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 656 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em nhớ cho em và anh em nhìn trên video đây là những cái khoản chi phí theo quy định của nhà nước chưa có những khoản chi phí ngoài ví dụ như là tiền dịch vụ chi phí đi đăng ký hay là bảo hiểm thất vỏ thì những cái đó thì anh em mua trả thẳng để là quyền của anh em thỏa thuận sau còn đối với những anh em mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa áp dụng tại hà nội thì anh em được vay là 501 triệu còn những anh em ở tỉnh khác thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn mặt hàng ở địa phương đó để xem là vay được bao nhiêu tiền với gói vay là 501 triệu thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ thanh toán cho em ít nhất là 11,2 triệu trong đó gốc chỉ đều là 5,2 triệu trong 8 năm lãi sau tháng đầu tiên là 6 triệu dư nợ sẽ nằm dần trong những tháng tiếp theo và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị là 186 triệu anh em ở Sài Gòn là 174 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 167 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 154 triệu ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị những khoản chi si phí sau thứ nhất bảo hiểm thân vỏ trị giá là 8,2 triệu thứ hai đó là chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm và thứ ba đó là bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay vì trong video này em giới thiệu đến anh em đây là cái gói vay tối đa 85% rồi thì anh em bắt buộc phải mua tiếp theo mời em cùng đến với phiên bản thứ hai của chiếc Kia Sonet đó là phiên bản Kia Sonet bản 105 AT Luxury giá niêm yết của nhà máy là 594 triệu và tại thời điểm đầu tháng 2 năm 2023 này giá bán xả kho cho anh em bây giờ chỉ còn là 560 triệu anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như bản pre em vừa mới giới thiệu và với cái giá bán là 560 triệu em có tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được anh em nào ở Hà Nội sẽ là 652 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 640 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 632 triệu và anh em nào ở các tỉnh áp 10% thuế là 621 triệu chi phí ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể nhìn lại trên màn hình giúp em những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ đóng vay ngân hàng tối đa là 476 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 11 triệu, trong đó gốc chia đều là 4,9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6,1 triệu, dư nợ sẽ nằm dần. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 176 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 164 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 200 thuế là 156 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 145 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị những khoản chi phí sau. Thứ nhất bảo hiểm thân vỏ trị giá là 7,8 triệu. Thứ hai đó là chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm và thứ ba đó là bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay vì anh em vay tối đa thì bắt buộc phải mua. Còn anh em nào vay dưới 75% thì em sẽ hỗ trợ cho anh em không phải mua. Anh em lưu ý em chỉ hỗ trợ được cho anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội thôi ạ. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là chiếc Kia Sonet bản 1.5 AT Deluxe giá niêm yết của nhà máy là 564 triệu và tại thời điểm tháng 2 này anh em được giảm tiền mặt giá bán bây giờ chỉ còn là 530 triệu anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện theo xe từ nhà máy anh em có thể xem trên màn hình giúp em với cái giá bán là 534 triệu thì em có tính cái chi phí ra biển số làm bánh tại các địa phương để anh em nắm được anh em nào ở hà nội sẽ là 620 triệu anh em nào ở sài gòn là 608 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 600 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 589 triệu Chi phí ra biển số năm máy trên cũng đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn lại trên màn hình và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa số tiền là 450 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 10 triệu trong đó gốc chỉ đều là 4,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 5,4 triệu dư nợ sẽ làm dần số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 169 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 158 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 150 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 138 triệu ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị những khoản chi phí sau thứ nhất bảo hiểm thuật vỏ chỉ giá là 7,4 triệu thứ hai chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm thứ ba đó là bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay nếu mà anh em vay tối đa và phiên bản cuối cùng phiên bản thấp nhất cũng là số sàn duy nhất em cập nhật cho anh em đó là chiếc Sonet bản 1.5 MT số sàn giá niêm yết của nhà máy là 524 triệu và phiên bản này Hiện tại vẫn giữ nguyên cái giá bán là 524 triệu Phiên bản này không có hỗ trợ về giá Và cũng rất là ít anh em lựa chọn mua số sàn để đi đối với phân khúc xe này Và anh em nào thực sự có nhu cầu mua cái bản số sàn Kia Sonet Thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng ở showroom Kia Của địa phương ở chỗ anh em sinh sống Còn em xin phép này em sẽ không đề cập đến với vấn đề chi phí ra biển số lăn bánh Vì bản này rất là ít anh em lựa chọn thì em xin phép là anh em nào có cần em tư vấn về bản này thì cứ liên hệ với em em sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết để cho anh em nắm được tiếp theo đó là về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Kia Sonet tại thời điểm đầu tháng 2 năm 2023 này đối với ba phiên bản Kia Sonet số tự động thì hiện tại đang xả kho xe và vẫn có xe giao cho anh em chính vì vậy anh em nào có nhu cầu lấy bản nào màu gì anh em mua xe đăng ký ở địa phương nào thì anh em cứ chủ động ra trực tiếp showroom ở địa phương đó để hỏi và đàm phán giá cả còn anh em nào ở Hà Nội thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở góc phía trên bên phải màn hình kia. Em sẽ hỗ trợ tốt nhất và trực tiếp cho từng anh em. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng tháng 2 năm 2023 của mẫu xe Kia Sonet. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.